Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ chơi bản demo của game Novaland. Trong này thì ghi là Nova Island, nhưng mà ở ngoài đây nè thì lại ghi là Novaland các bạn. Đó, mình không biết nha, cái này là của nhà phát triển người ta để. Mình nghĩ là Nova Island là một cái đảo Nova thôi, thì nó đúng là cái bản demo rồi. Cái bản demo á, bình thường thì nó sẽ giới hạn, một là giới hạn về cấp độ, hai là giới hạn về nâng cấp. Tới một cái mức nào đó thì game sẽ ngưng lại các bạn. Đó. Rồi. Thì cái game này á, được một cái là nó có hỗ trợ tiếng Việt các bạn, cho nên chúng ta rất là dễ tiếp cận. Rồi. Để biết thêm chi tiết thì chúng ta vào game thôi. Ok, đây là save game các bạn, rất là nhiều save game nha. Rồi, chọn đại một cái thôi. Cái game này cũng có kiểu dạng là pixel các bạn. Cái loại thay loại game pixel, nhưng mà ui. Cái gì vậy? Giống như một cái vụ mà rơi tàu các bạn, đúng luôn. Phi thuyền của mình rơi rồi nè. Sao đây, sao đây? Ui. À, di chuyển bình thường thôi. Chuột phải để trích xuất nguồn lực thôi. Ok, hút cây luôn nè. Còn chuột trái là gì? Chuột trái chắc là bắn rồi. Rồi, có cái gì đây nè? Cái này là gì? À, bóng nước, bóng nước. Rồi, cái này là gì? Đá đúng không? Uầy. Đây là kiểu game sinh tồn luôn các bạn. Này mình hút, mình hút cái này mình chui vô lại được không? Không luôn. Rồi để mình tái chế nó luôn các bạn. Hút. Như cái này là cấp hay sao á? Cái này là cấp nè. Đúng không? Đúng rồi. Cái gì đây? Gạch module, thỏi sắt. Đây là cái gì? Rồi. Chúng ta muốn sản xuất lò nung thì phải có đá các bạn. Mình phải có 10 đá. Một cục như vậy thì nhiêu đá ta? À, đây chỉ là một cái đảo thôi các bạn. Cái bản demo này nó sẽ giới hạn cho chúng ta trong cái đảo. Vậy là nó đặt cái tên của cái bản demo lên Nova Island là có ý nghĩa của nó các bạn, chứ không phải là nhà phát triển người ta đặt sai. Thì nó sẽ giới hạn cái diện tích cho mình ở trong cái khu này thôi. Còn mình nghĩ là cái bản full á, cái bản chính thức á, thì nó sẽ là một cái thế giới rộng lớn các bạn, cho chúng ta khám phá. Rồi, chúng ta có sản xuất rồi nè. Bây giờ mình sẽ xây dựng cái lò nung đầu tiên. Và giữ hả? Bấm ship. Nó kêu mình bấm ship. Thôi kệ bà đi, chẳng quan tâm. À, công thức nữa nè. Than. Ôi, bỏ vô có than các bạn. Nhưng mà trong này thì chưa có than rồi. Đây là gì đây? Ồ, máy tạo oxy. Biến nước thành oxy. Có thể thở được. À. Ủa, nhưng mà trong này thì cái mình nghĩ cái hành tinh này được á. Hành tinh này đâu có bị đâu, để mình xây đại cái coi. Xây đại cái đi. À, mình khai thác nước ở đây được không? Mình khai thác nước ở đây không được. Mình chỉ khai thác nước ở đây thôi. Ồ, có nghiên cứu nữa nè. Nghiên cứu thì cần gạch các bạn. Cần cái gạch gạch này nè. Gạch module. Đây là oxy. Nạp lại coi. Ủa, nhưng mà ở đây thì mình nghĩ là mình thở được bình thường, đâu cần nạp đâu. Để mình hút mớ cây để làm than các bạn. Ở đây có quả nè. Để ăn được không? Đâu ăn coi lên gì. Mình nghĩ ăn cho nó hồi máu.
Ok, nó tự sell luôn rồi. Có auto sell các bạn. Rồi bây giờ chúng ta có công thức nè, có gạch module nè các bạn. Nhưng mà bây giờ mình phải có than. Bỏ vô đây. Bỏ vào đây nó sẽ làm than đúng không? Ok, nó sẽ nấu than các bạn. Mình có công thức làm gạch module. Ồ vậy là mình cứ phải làm bằng tay như vậy à? Không có khách xác thôi, không có khách khác hay sao ta? Mình đâu có bị mất oxy đâu ta. À đây nó quăng ra đây luôn nè. Thôi. Tới cái này làm được. À, hình như full slot rồi á, cho nên là mình lượm hơi khó. Không có thể lượm được nữa nè, tại full slot rồi các bạn. Mình chuyển nước vào đây hết đi. Lượm cây vô. Mình nghĩ là mình nên xây thêm lò nung quá. Ồ có mấy cái lò nung. Ê có thú gì nè. Sao đây? Bạn ơi. Mình chưa có tương tác gì được với cái con thú đó đó. Rồi có thêm đá rồi. Nghiên cứu gì nữa. Khổ ghê. Ôi có nguyên một cái hệ thống kỹ năng luôn các bạn. Mình nè. Máy tạo nước. Bot thu thập. Lò nung hoạt động nhanh hơn 25%. Nhận thêm 25% kinh nghiệm từ việc khai thác khoáng chất. Trang thiết bị coi. Súng ống vẫn bình thường. Chưa có gì. Có kỹ năng nè. Mình thì mới có một cái đảo này thôi. Rồi. Chưa có gì hết các bạn. Chỉ mà là mới là sơ khai thôi. Đi bạn. Ồ, hình như chú lợn này giúp mình á. Ừ, thôi mày ủi đi, mày ủi đi, để tao tính tiếp. Cái này mình chưa có năng lượng nha. Chưa có nông nghiệp luôn. Ồ, đây. Mình sẽ xây thêm lò nung các bạn. Xây thêm lò nung để mình xử lý cái than các bạn. Rồi, mình bỏ đá vô nè. Mình bỏ than vô nè. Mình sẽ làm gạch. Rồi. Đây là mình sẽ khai thác thêm đá. Khai thác thêm đá. Mình thấy nó có mấy công thức luôn á. Sau này có khoáng chất gì nữa nè. Đó. Ui. Sao ra nhiều gạch thế. Để mình cho đốt than. Chuyển tất cả vật phẩm. Rồi cho nó vô. Bấm ship. Bấm ship click nó là nó tự chuyển vô à. Này có nước nè. Cái nhà quỷ này mình không hiểu là nó sẽ... Thôi rồi. Cái nhà oxy đâu rồi. Đây. Đặt làm mục tiêu. Có thể xây dựng một tòa nhà. Vậy là nó xây được con cái thôi. Bộ xử lý. Rồi. Đi ra lượm gạch xây cái nhà xử lý nghiên cứu này coi. À, xây đại cái đây đi. Nghiên cứu gì? Ngoài sản xuất ra cái gì đây? Thỏi sắt, thỏi đồng. Từ thỏi sắt, thỏi đồng được ra đa nè. Khám phá quần xã sinh vật. Ồ. Tự động hóa luôn. Có anten luôn. Có bot để thu thập tài nguyên luôn.
ký gửi chắc là thùng đồ rồi. Rồi. Rồi, mình phải làm thêm gạch thôi các bạn. Cái gạch này quan trọng á. Em làm than củi nhanh lên. Đó. Vậy là mình phải đi khai thác thêm đá rồi. Ha, cái con heo rừng đó nó cũng phụ mình á. Có thanh niên heo rừng kìa, mình tính bắn nó chứ mà gặp thanh niên cũng đang phụ mình. Ok. Ừ, hay lắm. Thấy cây cối rồi nó cũng mọc lại các bạn. Rồi qua đây nghiên cứu nè. Ủa, nghiên cứu là lâu không ha. À, vậy là mình được công thức ở trong lò rồi, nhưng mà chưa thấy đồng các bạn. Ok, mình cấp 2 rồi các bạn. Bây giờ mình đã mở khóa thêm một kỹ năng nữa. Kinh nghiệm ha, hay là phân tích nước, dùng nước hiệu quả hơn. Thôi mình sẽ tăng cái lò nung nha các bạn. Mình muốn cho cái lò nung của mình nó nhanh hơn. Rồi lò nung bây giờ nó sẽ sản xuất nhanh hơn. Theo mình nãy mình thấy là 25%. Khá đó các bạn, không ít đâu. Rồi bây giờ mình có than củi rồi. Qua đây mình bỏ đá vô nè, bỏ than vô nè. Để cho nó tiếp tục nung ra gạch. Mình muốn khai thác thêm đá các bạn. Mình muốn khai thác thêm đá để mình xây thêm lò nung. Bây giờ lò nung của mình nó có công thức mới rồi. Hình như cái lò nung của mình là nó có cái thêm cái công thức là nấu thêm sắt. Đó, cái này thì chưa. Cái này mình vẫn chưa đụng được các bạn. Hình như là mình phải phải mở thêm. Mình phải mở ở trong cái kỹ năng á. Bởi vì cái nhà nghiên cứu trên này chứ không phải kỹ năng. Cái kịch. Ủa mà cái máy tạo oxy này là có tác dụng gì ta? Đó. Khó biết lắm à. Rồi bây giờ mình có công thức sắt nè, đồng nè, mà mình chưa có đồng các bạn, bây giờ chỉ có sắt thôi. Ủa, sao than cần nhiều ta? Rồi sao mà có 6 slot hay ta? Có gì tí nữa mình mở thêm, mình thấy là mình sẽ được mở thêm á. Thay than không đủ là mình phải xử lý liền, mình phải xây thêm một cái lò nung nữa riêng để làm than thôi các bạn. Không biết cái cây súng này có được nâng cấp không ha. Không đủ than thì mình phải lấy lò nung nữa rồi. Chắc phải xây thêm cái lò nung nữa quá. Cái lò nung nữa đi. Mình bỏ vô mình làm than. Than nè. Rồi. Ok, cảm ơn chú heo. Hết chỗ để hả? Rồi, khó. Bỏ đá vô. Bỏ than vô. Nấu đi bạn. Ơi, thanh niên heo ăn cái gì vậy? Lượm liền nha, không thôi nó ăn đó các bạn. Full slot. Hết oxy hả? Uầy, nguy hiểm các bạn ơi. Chúng ta phải có oxy nha. Này nguy hiểm nè.
Quăng đi. Ra cái phần nó báo là hết oxy á các bạn. Vậy là mình phải nhớ là mình khai thác thêm cái này, mình nạp oxy cho cái nhà máy này. Không thôi là tới một chuyện anh em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, chúng ta đã có sắt rồi đúng không? Chúng ta có ba lô phản lực nè. Chúng ta có súng năng lượng nè. Ờ, bên này còn không? Ui, bên này còn quá trời luôn các bạn ơi. Siêu cấp máy tính gì đây nữa nè. Rồi cái bản demo này đừng nói cho mình làm nhiều tới mức đó luôn nha. À, cần thêm than đúng không? Rồi than vô. Cây nè. Ok. Có con boss nữa, mình có không biết mình có thể tạo được. Mình sẽ làm nhanh một cái bàn, một cái bàn chế tạo coi. Ok, nghiên cứu luôn. Đó, chúng ta có thể làm một cái bàn chế tạo các bạn. Nhưng mà mình sẽ làm ở đâu? Đây đúng không? Ok, chúng ta có bàn chế tạo đây nè. Sẽ lấy cái cây này luôn. Rồi, chúng ta có một cái bàn chế tạo. Đây. Nó là cái bàn làm việc chứ cái bàn chế tạo gì. Nó cũng chỉ là một cái bàn làm việc thôi. Đó. Hộp kit y tế nè. Ủa, mình chỉ làm được hộp kit y tế thôi. Còn cái này là cái gì đây chưa biết nè. Rồi mình nghiên cứu rồi, chết phản lực. Nghiên cứu luôn. Ôi, mình có thể nhảy vô các hòn đảo. Nhưng mà nó rất là hạn chế các bạn. Mình thấy nó rất là hạn chế. Rồi để ý mấy cái bả đi mấy cái cây, mấy cái cục phân nữa. Ok, mình đã mở được thêm cái kỹ năng rồi. Bây giờ mình sẽ nâng kỹ năng gì đây? Có thể tấm pin năng lượng, quầy lò nung. Bây giờ cái này lò nung điện với các bạn chứ không phải lò nung nhiệt. Vậy là mình phải có điện. Than củi hiện tồn tại lâu hơn trong máy phát điện bằng than. Rồi phải có than các bạn. Nhưng mà mình muốn boss thì chưa có sản xuất được. Ok, nâng cấp cái máy nước rồi đi. Cho nó hoạt động tốt hơn 15% các bạn. Rồi, chúng ta có gì đây? Radar. Rồi bây giờ mò thêm ít mỏ quặng nữa, quặng quéo gì đâu hết rồi. Đó, buồn cái mình đi nạp lại. Nha, cái con heo này. Nó rảnh lắm các bạn, nó đi vòng vòng, nó ủi hết cây xong rồi nó ăn. Nó đi vòng vòng, nó ủi hết cây xong rồi nó ăn các bạn. Gạch mình về mình nhiều rồi nè. Bỏ than vô nè. Cho cây vô nè. Rồi. Chúng ta có cái gì? Radar thì có sắt. Cho xin ít cây coi. Sao gạch của mình nhiều thế? Cái này ăn hình như để hồi máu thôi. Cái quả mọng á. Mình có thể sản xuất được cái gì rồi? Chưa luôn. Mình muốn tạo ra những cái con robot á. Mình nghĩ là nó sẽ giúp ích cho mình. Thôi không có tạo ra gạch nữa các bạn. Cho cây vô. Có cái nghiên cứu nè. Nghiên cứu này cần 2 miếng hả?
Đây, tự động hóa nè các bạn. Tự động hóa là mình phải nâng cái này mình mới có những cái con boss. Có cái gì nữa nè? Anten hay cái gì đó. Sao nấu sắc lâu ta? Rồi, canh lụm thêm than. Thêm sắt vô. Rồi làm thêm than nè. Ok. Ok, nạp vô. Các bạn tranh thủ các bạn canh nha. Nhớ là phải canh oxy nha các bạn. Không thôi là tới một chuyện luôn á. Lấy nước nè, nạp vô trong cái nhà oxy. Rồi, hay nhìn con heo này nó cùi cùi à. Ủa nãy giờ mình cấp mấy mình cũng không biết luôn á. Rồi. Mình để nghiên cứu con boss coi. Đây. Đáng lẽ ra là mình phải làm cái ký gửi mà thôi, nghiên cứu con boss đi. Cho nó có tự động các bạn. Cần đồng không? Rồi nó cần cái quần gì đây này? À không phải. Rồi thêm một cục sắt nữa. Con gỗ than củi đúng không? Mong là sau này cấp mình đủ không? Cấp mình đủ mình lên hết. Rồi mình thấy game cũng hay vãi chưởng. Ê, mình có anten boss dùng để định cấu hình quản lý hả? Rồi vậy là mình tạo ra những con boss chưa đủ. Để mình nạp nước vô. Dư ra một slot. Rồi. Làm rồi sao? À dạ, mình phải kết nối rồi nó với anten nữa các bạn. Vậy là mình phải làm anten nữa. Quế tèo thiệt chứ. Đâu rồi? Làm thêm lò nung coi. Làm thêm lò nung để nâng sắt thôi. Chậm quá. Rồi đại sắt thép tới nơi rồi. Thì mà bây giờ mình vẫn chưa thấy đồng các bạn. Chỉ còn thấy sắt không à. Đủ đá chưa? Rồi. Đây thêm một phần sắt nữa. Rồi tiếp tục cho tụi nó nấu than đi. Thấy ăn thì nó sẽ hồi được máu nhưng mà mình còn làm cái anten nữa. Mà bà mẹ mình không biết nó sẽ sử dụng năng lượng gì ấy. Rồi cho con boss vô đúng không? Đó. Đây à, công tác đó. Từ từ, con boss này làm cái gì? Rồi. Ôi. Sẽ giao hàng đến hả? Từ từ. Để cho nó thu thập nè. Ui, nó có thể giết lợn. Nó thu thập gì vậy ta? Mình đang thiếu sắt đúng không? Rồi cho nó giao hàng tới mình có thể xây nhiều cái anten boss các bạn. Rồi nó sẽ đi lượm sắt. Được không? Ổn không? Nó sẽ đi lượm sắt. Còn nhiệm vụ của mình thì chỉ lại đây lấy thôi. Đúng không? Đó. Nó sẽ quăng quặng ở đây nè. Còn mình thì nhiệm vụ của mình thì cứ chạy lại đó lấy thôi. Rồi mình lựa chọn công thức cho nó nấu ra sắt thôi.
Không đủ hả? Đủ mà. Ngoài radar này phải cần thêm sắt rồi. Rồi mình có đi vòng vòng á, mình lượm than mình quăng vô cho nó nấu. Cây nè. Chắc mình phải làm thêm mớ cây nữa quá. Đó. Rồi vậy thôi ha. Một cái ăn tem boss. Vậy là chỉ có ăn tem boss thôi các bạn. Nó không cho phép giao hàng tới những cái chỗ khác. Rồi. Mình có cái jetpack đó các bạn. Thôi. Phải nhớ thu hoạch những cái này nữa. Cho nó tạo ra oxy. Rồi, làm gì ở đây? Ký gửi hả? Vậy là cái vàng này ok nè. Đâu? Quay những cái con boss. Này là những cái con boss. Nó thu thập tài nguyên cho cái anten boss thôi các bạn. Còn những cái con boss xịn nè. Cái con boss tự động hóa 2 nè các bạn. Con chiến binh với boss vận chuyển nè. Sẽ cung cấp tài nguyên đến các tòa nhà khi cần. Vậy là cái này xịn hơn. Nhưng mà bây giờ mình chưa. Hiện tại là ở đây chưa có đồng các bạn. Đồng thì chắc ở những cái đảo lân cận rồi. Đó. Cái này nó chỉ về đây là sao? Khó hiểu vậy. À mình cho con boss này giết heo được đó nha, không phải giỡn đâu. Ok, mình có 3 cục sắt rồi. Mình có 3 cục sắt rồi thì mình làm thêm con boss nữa đi ha. Chế tạo đi. Rồi, mình rồi. Cho nó khai thác gì đây ta? Cho nó khai thác gỗ đi. Cho nó khai thác gỗ đi. Ở đây có một cái anten boss rồi chứ mấy. Đâu có sự lựa chọn nào nữa đâu. Rồi. Ủa sao nó không thu thập ta? Từ từ để coi nó có thu thập không nha. Ôi nó có thu thập nè. Xong rồi nó quay lại chỗ anten boss này nó thải. Mình chỉ cần lại mình lượm thôi. Đâu có gì đâu phức tạp. Rồi buồn cứ vòng vòng, mình cứ đi vòng vòng mình. Từ từ Control thì mình sẽ chuyển vô một nửa. Còn Ship thì mình sẽ chuyển hết. Ôi, chết rồi các bạn ơi. Game này chơi cuốn quá. À, lâu lâu cắn cây rồi. Rồi, bây giờ đồng kiếm đâu ta? Khoan. Bây giờ mình phải xây radar các bạn. Mình phải xây radar. Nhưng mà không phải ở tập này các bạn. Hôm nay mình chỉ cho tới đây thôi. Được, cho tập sau chứ. Game quá cuốn anh em ạ. Khi mà nào mà game ra chính thức mình sẽ mua, chắc chắn mình sẽ mua cái game này các bạn. Trời ơi. Thật là sung sướng mà. Đúng có thể loại game mình yêu thích luôn á, vừa là sinh tồn nè, quản lý tài nguyên nè, vừa là thể loại game pixel. Quá là hoàn hảo luôn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video của mình nha và hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo.